Thì nhờ nhân duyên này, thiện nam thiện nữ vân vân ấy được phước nhiều không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, thiện hiện, thiện nam thiện nữ vân vân nào, ở giữa đại chúng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, rồi đưa ra kiến lập phân biệt khai thị, để họ dễ hiểu và an trụ vào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Nhờ nhân duyên này, thiện nam thiện nữ vân vân ấy, được công đức nhiều hơn người kia vô lượng vô số, không thể nào lường tính được. Phật dạy, thiện hiện, ý ông thế nào như vậy? Cho đến giả sử các loài hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới đồng một lúc đều được làm người, có thiện nam, thiện nữ vân vân dùng phương tiện giáo hóa dẫn dắt để họ an trụ vào 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông, quả dự lưu, quả nhất đai, quả bất hoàn, quả A-la-hán, độc giác bồ đề, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoặc đem căn lành đã giáo hóa bình đẳng cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thì nhờ nhân duyên này, thiện nam thiện nữ vân vân kia được công đức có nhiều không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, thiện hiện, nếu thiện nam thiện nữ vân vân ở giữa đại chúng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế, đưa ra kiến lập phân biệt khai thị để mọi người dễ hiểu và an trụ vào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, thì nhờ nhân duyên này, thiện nam thiện nữ vân vân ấy đạt được công đức nhiều hơn người kia vô lượng vô số, không thể tính lường được. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy nhờ oai lực tinh tấn tăng thượng này mà đạt đến bờ kia làm phước điền cho hữu tình. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy đối với pháp đã được oai lực tinh tấn tăng thượng làm cho tất cả hữu tình không ai sánh kịp, chứ Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thế các hữu tình, người nào không lợi ích an lạc thì sanh tâm đại từ, thấy hữu tình đau khổ thì sanh tâm đại bi, thấy các hữu tình được lợi ích an lạc thì sanh tâm đại hỷ, thấy hữu tình lìa tánh lìa tướng thì sanh tâm đại xả, còn các thanh văn độc giác thì không thể có được như vậy. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy đối với hữu tình thì phát sanh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả một cách bình đẳng, nhưng tất cả đều không chấp trước, không giống với dị sanh thanh văn độc giác theo sở đắc mà sanh tâm chấp trước. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đạt được ánh sáng lớn, nghĩa là được ánh sáng của Bồ Thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy mặc dù chưa chứng đắc trí nhất thiết trí, nhưng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề được bất thối chuyển, đạt đến bờ bên kia làm phước điền cho hữu tình, đáng nhận tất cả y phục, ăn uống, giường chiếu, thuốc thang và các vật dụng sanh sống. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy thường trụ vào tác ý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên báo ơn thí chủ một cách rốt ráo, cũng có thể gần vũ trí nhất thiết trí. Cho nên này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát không muốn thọ tất cả vật tín thí của quốc vương, đại thần và các hữu tình khác một cách uổng phí, muốn chỉ cho hữu tình con đường chân tịnh, muốn làm nguồn ánh sáng cho các hữu tình, muốn giải thoát địa ngục ba cõi cho các hữu tình, muốn ban pháp nhãn thanh tịnh cho các hữu tình, thì phải thường trụ vào tác ý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát thường trụ vào tác ý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong lúc ấy không cho các tác ý khác khởi lên, thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy luôn luôn tinh tấn trụ vào tác ý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, không bao giờ lìa bỏ. Ví như có người trước đây chưa từng có ngọc châu mạc ni quý, khi có được ông ta rất vui mừng sung sướng, sau do gặp duyên cố chẳng may lại mất nên rất khổ não, luôn luôn than thở tiếc nuối, không lúc nào quên và luôn suy nghĩ phải tìm cách gì để lấy lại viên ngọc châu ấy. Người kia cứ nghĩ đến viên ngọc châu ấy cho nên không sao quên được. Các đại Bồ Tát cũng như vậy, phải thường an trụ vào tác ý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu không trụ vào tác ý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì bị đánh mất tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật,
Bạch Thế Tôn, tự tánh của tất cả tác ý đều không, tự tánh của tất cả tác ý đều lìa. Các pháp cũng vậy, trong tự tánh không, tự tánh lìa của tất cả các pháp, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc Trí Nhất Thiết Trí, hoặc các tác ý khác đều bất khả đắc. Vì sao Đại Bồ Tát không lìa tác ý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không lìa tác ý tương ưng với Trí Nhất Thiết Trí? Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát biết tất cả pháp, tất cả tác ý đều là tự tánh không, tự tánh lìa như vậy, không và lìa chẳng phải thanh văn tạo ra, chẳng phải độc giác tạo ra, chẳng phải Bồ Tát tạo ra, chẳng phải Như Lai tạo ra, cũng chẳng phải các hữu tình pháp tạo ra, nhưng tất cả pháp, pháp định, pháp trụ, pháp tánh, pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, chân như thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tương nghì, pháp thường trụ như vậy. Nên Đại Bồ Tát ấy không lìa bỏ tác ý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng lại không lìa tác ý tương ưng với Trí Nhất Thiết Trí. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Trí Nhất Thiết Trí và các tác ý tự tánh đều không, tự tánh đều lìa. Như vậy không và lìa đều không tăng không giảm. Nếu thông đạt một cách đúng đắn như vậy thì gọi là bất ly.